Công việc hàng ngày là khi có khách hàng gọi thông tắc, cầu, cống nghẹt, chậu rửa bát hay hút hầm cầu, bi ông ga, hầm rút. Tiếp nhận địa chỉ và chạy xe máy hay ô tô tùy trường hợp và tìm đúng số nhà đến. Xem tiếp nhận báo giá cho khách, được mang đồ thông vào hoặc xe hút thì đục hầm dài ống vào hút. Làm gì làm chứ, bước này rất là quan trọng, không thể nào quên được nè, lấy tiền nhé mọi người. Công nhận Bà Nội có chỗ cất tiền, của thật là 10 điểm không có, nhưng nhé.